Tới thế nhở. Đánh hay là quân đẹp, quân đẹp là con bài đẹp. Và xem có không được khóc đi. Xem phong chém. Lại thắng 4 trận không. Và đóng một S để có thể ăn được yêu bài sen là không. Vâng, thế là thế đẹp nhưng mà đồ ăn chưa đủ đúng không nhá. Kịch đời vẫn chuẩn. Chắc là đánh không biết. Anh bao giờ mới và đưa con voi này về với nhà chị. À quên, đưa với chiếc GS này. Anh sẽ là bờ. Cái nọ mưa gió 8%. 77 và 6. Vâng, đẩy trò đến từ game thủ không được góc. Hai là điểm số rất cao. Đây rồi, 5 kìa, 5 kìa. Nó chém cái gì nhà em kìa. À không, đấy là dân. Vâng, nó đang dâng cái gì đấy. Mát lịm rồi. Vâng, trên 2 dân dâng luôn. Rất thơm thịt. Rogan, 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 Rog
sát với nhà của góc luôn. Bò vào. Tránh xe không? Tránh xe luôn đi em. Đây là nhà của Summer. Bánh xe đã có rồi. À quên, Roma. Đấy, sao vậy? Vâng, mạnh dừng đam mê. Vâng, đam mê. Chừng chém kẹp đi cho mệnh đỡ khổ. Và đây là màn báo kiểm khác, đây là cho Son 226 gặp Exciter đầu cánh cầm phù. Vâng, đây là Hoàng Hà. Dạ, bó lấy bó nào. Zogon. Đã sang cứu nhà cho người vợ. Mình đã bò được cái máy gỗ rồi. Trở lại với máy lên thủ trưởng nhét 27/56. Có sạc đơn. Còn có phù thủy đứng ở phía bên trong. Làm thêm con ngựa chiến nữa thì nó là lên vừa nó thì mát máy. Nâng cấp chặt gỗ, phát triển. Bình tĩnh thôi. Rất lầy lội.
kia nó đang công phu. Má khỏe mà. Không là đàn em ơi, chém luôn mắt. Tăng L đi, tăng L 2 luôn đi. Sáu hết dân rồi, hết rồi. Quá khổ rồi. Đấy, máy vơ 18. Con giáp đâu đập chút. Không đợi đi anh. Đây là A, là 19. A mỗi người phải tìm một cái hốc. Cố thể hồi lại. Vâng, trở lại với trường. Trường đã cần bản đồ. Vâng, trong cùng A. Đóng thêm A đi em, cũng mới 2 A thôi đấy. Đóng thêm A đi Khóc ơi. Có 2 A thôi. Rất mệt mỏi với thanh niên cho son này. Rất khó chịu đấy chứ. Từ cái chỗ từ góc 12 giờ xuống vẫn đang hở mà đấy à, đấy ừ. Chém đất đông. Đánh giáp cung lên em ơi. Thằng này đang là 60 là 5 trên 128.
Từ gỗ bơm bơm gỗ cho kỳ màu 2. Bơm 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 cho một hai ít gỗ cho nó ấy. Thanh niên một năm rất khó chịu. Vẫn đang ở nhà. Thằng thế trận đang chưa thể nói trước. Vậy tham lai cũng đang là 30. Màn hình máy của GV 32. Lọt được vào nhà 18 một tơn. Và tham lai càng đánh mình càng đi xuống khi mà xe anh trong vào không nó cũng nở ra. Đội bạn không thể nào làm gì được Trương ở trong thế trận này cả. Đào kêu cho Bệnh ở dưới kìa. Bệnh chạy dân đi Mạnh ơi. Bạn ấy chạy đi. Nó không vào đâu. Sao quần đều ra khóc ơi. Kíp 4 kìa. Vâng, thắng chặt rồi. Tham Lai càng đánh càng đè thôi. Bài Phoenician của Exeter là bài rất xấu. Khả năng phát triển lại là rất khó. Vâng, Tùng Anh tự động rút lui luôn. Hai một trong trận đấu này.